Chàng nóc tiêu rồi. Làm gì vậy? Bức cái gì vô? Bức gì vậy? Cái bức mày hả? Cái gì? Có gì giò? Ồ, tờ gò này sao bức chi trời? Đắt không ông ơi. Vậy? Ồ, ông ơi, cái này là bức chi phí vậy? Cái này là coi coi quý vàng lắm có ông thằng ơi, thuốc quý á. Nó để tùm lum nha. Ồ, đây đây ngổ nè. Hả? Trên cái game nè. Ôi, kỳ lạ không biết rồi. Ồ, đây 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 ngổ nè, bức chi để đi bức chi. Ồ, tờ gò quá trời nhiều nè. Ờ, người ta kia kiếm không ra. Ai biết làm gì đâu. Đừng có bức nữa. Bỏ thôi trời. Để chưa đi. Trời ơi. Ra đây chỉ cho coi nè. Ở đây ngổ nè. Ở trên cái ghế này có ngổ nè. Ở đây nè. Đó. Ờ, mấy cái gì này là gì thuốc quý của người ta đó. Ông thần ơi. Ông đừng có thấy nữa. Ra đây chỉ cho. Sau này cần sẽ sử dụng rất là nhiều luôn. Ba cái tổ giò giò này nè là hầu hết á là mình bị gã ngứa đâu nè, cái mình sức cũng hết nè, bị lăn ben sức cũng hết nè. Đó, bị lát sức hết không? Bị lát hả? Ừ. Mày bị lát cái gì? Đúng rồi. Ở đâu? Trong con coi. Lâu ở trong cái gật bí hiểm của ta vô để coi coi. À, nằm trong cái quần hả? Đúng rồi. Ờ, tưởng đâu ngoài lấy coi. Cái này giò tổ giò giò này nè. Chị cũng hết luôn, chị lát luôn, lát lăn ben. Nhưng mà mụn bọc rồi kia chị cũng về hết để luôn đó. Biết cái tổ rồi giò này nó làm bằng cái gì không? Đắt. Đồng ý mình đắt mà cái nguyên liệu của nó là bằng cái nước miếng của nó. Cưng biết cái tổ yến không? Biết. Yến nó làm bằng gì? Cái tổ làm bằng gì? Bằng bọt. Rồi nước bọt đó. Tổ rồi vò này nó cũng làm bằng nước bọt đó. Và nó thấm vô nơi miếng đất này nè. Nên đó, cái phần nước bọt của nó chị rất là nhiều. Những cái chứng bệnh da liễu á, ngoài da này là ngoài da thôi nha, chứ còn mà bị nhiều quá là chị không được nha. Chị ngoài bệnh da như là lăn ben, là lắc biến rồi nè đó, rồi gà ba cái gà ghẻ ngứa rồi mình sức đồ hết luôn rồi. Giờ có cho bị lắc đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ cưng vô cưng lấy cho anh một cái chén với một cái trà đông tiêu qua đây. Rồi hôm nay Cảnh cũng chia sẻ luôn cho cả nhà mình nha. Hầu hết á, nhà mình để lâu á thì nó có mấy những cái tổ vò này nè cả nhà, thì cả nhà mình hay đem đi vứt, thử ra dứt bỏ, nên thực tế mình đừng có vứt nữa, nó có rất là nhiều công dụng nha. Thì mình lại để dành lại khi mình mà bị mà lăn ben lát biến rồi cả nhà, là bệnh da liễu ngoài da rồi á, ghẻ ngứa đâu á, thì cả nhà mình sử dụng cho Cảnh một ổ vò như thế này là mình sẽ trị hết ngay lập tức nha. Thì cái tổ vò nè, giờ nhóc chàng đang bị lát đúng không? Đó, bị lát thì cưng đập cái tổ giò này ra và cưng lấy cái bỏ cái phần con ra đi, lấy cái phần đất đó. Ừ, đập ra. Đó, có con trong đó đúng không? Đó. Gà. Ừ, mình loại bỏ cái ra hết đi, lấy cái phần đất thôi. Đất đó là cái phần nước bọt của nó đó. Nên nó chị rất là hiệu quả luôn. Này nó quý lắm. Chứ họ đừng có ba đem đi mà khử ra rồi dục bỏ, rất là phí. Ừ, dùm hết ba cái phần đất đó vô đây anh chỉ cho. Còn không gà xong rồi cõi gà đen sức không cũng được. Bậy nữa rồi. Lẽ lẽ không biết sức thì anh sức cho. Đây ba phần đất nè, đó. Mình lấy ba phần đất này nè cả nhà. Mình cho vô một cái chén. Mình lầm lựa là phần đất nha. Thì nhà hầu hết là nhà mình á hay có những cái tổ vò gò á, nên mình đó là một cái vị thuốc nè mấy cái nhà cực kỳ quý hiếm luôn nha. Rồi bây giờ cưng lấy ra đi, rồi lùa bỏ cái phần gà đó đi, lấy phần đất đó thôi. Rồi cưng lấy cái có trà đậm tiêu nè, cưng giả nhuyễn ra. Mình giả nhuyễn càng nhuyễn càng tốt nha. Tại vì hầu hết á 100% hầu hết cả nhà mình á gặp những cái tổ vò đó là mình sẽ đem mình khử ra và mình vứt đi, mà nhưng cả nhà mình không biết cái công dụng của tổ vò này. Đây bây giờ mình sẽ cho vô đây một ít nước nha, ít thôi. Rồi cưng quậy sình sạch ra, lấy tay quậy sình sạch ra.
nó chưa có sình sạch được thì mình cho vô một miếng nữa. Đó. Nó thì cái những cái cách này ai mà bị mụn bọc hay mà bị lát được kia này, ví dụ đi cưng lấy xe tay ra, cưng ví dụ chỗ này là mà bị lát đi đó, cưng lấy cái phần giò nè, cưng mới vừa rồi nè, cưng đắp vô, đắp cái phần đó rồi đắp giò xung quanh. Ừ đó, thì cái cách này mình đắp lên như cả nhà đó để cho nó có rút khô, đắp giò mình cái này cưng giả chưa được nhuyễn nè, cưng giả nó mịn ra đắp lên. Nước nhiều quá. Cưng phải giả nhuyễn ra. Nó ví dụ là phần lát mình nằm ở đây, có thể mình đâm giả nhuyễn ra và mình cho nước sình sạch ra, rồi mình sẽ xức lên dây cả nhà. Đó, thì cách để mình trị lát lan ben hay là mà ghẻ ngứa đâu đó, nói chung lại là những cái bệnh da liễu ở ngoài da thì mình có thể mình áp dụng những cái thổ và bò như thế này và mình không có phải đỡ tốn tiền hơn nghe cả nhà. Đó, thì cái cách này á giúp cho cả nhà mình loại bỏ những cái chứng bệnh ngoài da đó thì rất là ok luôn nha. Thì cô chú bác anh chị mình có xem kênh Cảnh á, có thấy hữu ích và mến kênh Cảnh á, thì cho Cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp của Cảnh nha. Thôi, Cảnh chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hẹn gặp lại clip sau nha.